Hôm nay mình sẽ đặt hộp cho các bạn một sản phẩm của CAPS. Hai miếng cao su, dây nguồn, hai cái bắt vào hai bên, có ốc luôn, có thể ốc luôn các bạn luôn. Một cái chất 6 ly, hàng xịn, đầu thu. Đây sản phẩm chính chúng ta đây, một chén bạc, tuyệt đẹp. Còn hai bé râu, ngắn ngủn luôn các bạn, dài luôn. Với thiết kế độc đáo, đơn giản và tinh tế, và cũng không kém phần sang trọng. CAPS T8i có kiểu thiết kế khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Bao phủ toàn đầu thu là màu đen đơn giản, mặt trước có màu xám và màu đen bóng, được chia tách bởi một đường cong thật đẹp. Màu nâu được làm từ nhựa tổng hợp, giải màu đen được làm từ mica cao cấp bóng bẩy, làm ẩn đi màn hình của thiết bị, tạo độ liền mặt cho sản phẩm. Chúng ta sẽ lấy màn hình đầu thu làm giữa, hai bên đối xứng là hai tổ hợp phím của hai micro, và tiếp theo đó phần đối xứng còn lại là logo của nhà sản xuất. Mặt sau của sản phẩm đơn giản là hai cụm loa, hai anten, jack 6 ly và jack nguồn. Như mặt chính của chúng ta, micro T8i có màu trắng bạc lấp lánh, có tạo từ hợp kim cao cấp nên cầm rất đàm tay. Lớp sơn phủ nano chống xước, chống rỉ, chống bám vân tay. Nút nguồn và màn hình trên mic cũng được hoàn thiện rất tốt. Phía đuôi mic bao bọc bởi cao su giúp hạn chế va đập. Điểm nhấn là vòng đèn LED nối phần đuôi cao su với thân mic. Khi hoạt động thì nhìn rất bắt mắt. Thiết bị này là thiết bị vừa mới ra mắt để khắc phục được rất nhiều điểm yếu của những sản phẩm trước. Với tính năng ngắt tín hiệu chống va đập, chống hú rít, tần số phát sóng được nâng cao, tính năng cảm biến cũng được cải tạo tốt. Với 5 giây tắt tín hiệu, 5 phút chuyển sang tiết kiệm pin và 15 phút là tắt nguồn là tính năng rất đặc trưng của nhà sản xuất này. Phạm vi hoạt động rộng và phát sóng mạnh mẽ, bạn có thể hoạt động rộng rãi mà không lo mất tín hiệu. Tất cả các thiết bị của CAPS đều được qua kiểm tra khắt khe nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Điểm yếu của đa số các sản phẩm âm thanh là sợ nước, và em này cũng không ngoại lệ.